Trong tháng 7 này, tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam Đồng Mô Sơn Tây Hà Nội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tên Tháng Tiếng Vọng Tây Bắc. Tại đây, các nghệ nhân của dân tộc Tây, Nùng, Thái, Mường sẽ tái hiện lại cuộc sống hàng ngày của đồng bào Tây Bắc thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, trò chơi dân gian, dân ca, dân vũ. Trong Tháng Tiếng Vọng Tây Bắc sẽ diễn ra các hoạt động chuyên đề như giới thiệu bộ sưu tập về các công cụ đánh bắt cá của đồng bào vùng Tây Bắc, triển lãm hình ảnh về cung đường Tây Bắc và chương trình du lịch homestay với tên gọi Một Ngày Bản Buôn cho du khách trải nghiệm trong những ngôi nhà truyền thống ngay tại làng văn hóa. Đặc biệt, từ ngày 29 đến 31 tháng 7, các nghệ nhân và cán bộ bảo tàng tỉnh Điện Biên sẽ trực tiếp trình diễn, giới thiệu không gian trải nghiệm câu cá, đánh bắt cá. Hoạt động này nhằm góp phần tăng cường giao lưu, quảng bá thu hút khách du lịch, hình thành điểm đến làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, tạo sân chơi mùa hè cho du khách, từng bước tạo ra sản phẩm du lịch trải nghiệm hè.